Em chào các bác, bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Bây giờ em bắt đầu có mật ong khoái các bác. Ở chỗ em thì mùa lạnh hơn những cái vùng khác nó rất là nhiều ấy, cho nên là mật ong nó cũng có chậm hơn. Vừa mới có được tầm khoảng 1-2 tuần thôi. Ong khoái thì hiện tại thì em đang bán, nếu mà các bác lấy cả tổ ấy thì là 270.000 các bạn. Cả tổ ấy. Bác lấy cả tổ về tự bắt cũng được, hoặc là các bác để trong bình cũng được. Đây con ong khoái đây. Đây con ong khoái này. Con này thì không thuần được đâu các bạn, con to này không thuần được đâu. Chỉ có con ong rừng thì mới thuần được thôi, chứ còn ong khoái thì không thuần được. Hoặc là nếu mà các bác lấy mật không ấy thì em lọc rồi ấy thì cái đấy em vẫn bán là 320.000 một cân. Một cân các bạn, một cân thì chưa được 1 lít đâu các bạn. Cái này các bác có thể về ngâm hoa đu đủ chữa ho này, rồi pha nước uống vào buổi sáng ấy, uống nước chanh mật ong ấy, rất là tốt. Đuôi cáo ạ, giáng hương đuôi cáo hiện tại thì em còn có 3 cân các bạn. Em hôm nay về được có 3 cân thôi. Cả lô cả 3 cân là 500.000 các bác nhá. Cái này em bán theo lô thôi, còn nếu mà tách lẻ thì lại cái nọ cái kia khó lắm, tại vì cũng có ít ấy, 500.000. Bây giờ đang nụ rồi ạ. Nụ khá là to cho nên là hàng đi rừng về cũng rất là giữ khó nụ luôn. Cái này các bác trồng về để năm sau thì nụ mới sẽ đẹp hơn. Đây còn cả cáo phân nhánh này các bạn. Em cái này thì em cũng không biết là đời trước nó có phân nhánh không, không biết, tại vì những cái cành cây cành những cái nhánh hoa cũ thì đã bị các bác đi rừng các bác bẻ đi rồi ấy. Đây có 2 cây luôn. Đây này cũng thế này. Cả lô này ạ, cả lô này là 500.000 các bạn. Em bán theo lô các bác nhá. Cẩm báo ạ, cẩm báo bây giờ cũng đang hoa rồi, cẩm báo hoa rất là thơm. Đấy, hoa khá là dị. Cẩm báo rất là dễ thuần các bác nhá. Rất là dễ thuần luôn, các bác trồng vào chậu các bác cứ treo cao nhiều gió ấy, nó dễ nó ra nhanh lắm, các bác trồng khoảng 1 tháng thôi là nó đã ra rễ mới rồi. Đây cẩm báo em có 2 cân ạ. Cẩm báo em có 2 cân. Đây 300.000 các bạn, 300.000 cẩm báo này. Hương hoa của nó rất là thơm và hoa của nó khá là dị này. Cái hoa lan thì hôm nay em có hai loại này các bạn, đùi gà thì em vẫn còn có nhá. Đùi gà thì em vẫn bán là 150.000 một cân, hiện tại đang có khó 1 cân rưỡi. Đang có khó 1 cân rưỡi các bạn, 220. Còn lại thì hàng lẻ thì 1 cân thì em vẫn có. Bác có thể lấy 1 cân hoặc là lấy vài lạng về trồng thử cũng được. Đùi gà thì mình treo cao là được các bạn, treo cao nhiều nắng nhiều gió cây lên rất là tốt luôn. Ben 1 của Hùng Nguyễn em lại về các bác nhá. Ben bao ạ, nhà em hiện tại có ben bao 10 cân và ben ben hộp 1 cân. Đây là ben bao 10 cân ạ. Một bao như thế này thì có giá là 470.000 một bao. Các bác lấy từ lấy một bao là 470.000, các bác lấy nửa bao là 240. Phân hữu cơ ạ. Nhà em cũng vừa về ben hộp đây các bạn. Chậu thì nhà em vẫn có các bác nhá. Chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhá. Đây là mẫu chậu sen này. Mỗi chậu sen có sen 20, 25 và 30. Ở thực tế thì của nó của nhà sản xuất họ đưa ra sẽ là 25, 30 và 35 các bác nhé, nhưng mà kích thước không đủ cho nên em chỉ báo thế thôi. Em chỉ báo kích thước là 20, 25, 30. Thực ra thì chậu của em cũng giống như những cái cơ sở khác thôi. Cũng giống như cái cơ sở mà họ báo với các bác là 25, 30, 35 thôi. Giá cả của nó thì chậu 20 thì nhà em đang bán là 10.000 ạ, chậu 25 là 13.000 và chậu 30 thì em đang bán là 21.000 một cái. Chậu bí ạ, có chậu bí. Có bí 20, 25 và 30 ạ. Hiện tại thì nhà em đang bán bí 20. Bí 20 là 10.000 ạ, bí 25 là 13, 12.000. Bí 30 là 16, còn có bí 35 nữa các bạn, bí to 35 nữa. Bí đấy là 27.000 một cái, rất là to. Cái đấy các bác có thể dùng để sang chậu mới, sang chậu cho cây hoặc là trồng ghép nhiều chậu nhỏ với nhau ấy. Thì chậu đấy nó rất chắc chắn, rất là đẹp. Chậu nan thẳng thì nhà em cũng có đầy đủ các bác nhé. Chậu 20, 25, 30, 35 thì giá của nó sẽ là 6.000 này. Chậu 20 là 6.000, chậu 25 là 7.500, chậu 30 là 11.000, chậu 35 là 17.000 một cái. Mẫu chậu đen nhà em thì cũng có phi cái này là phi 16 ạ. Phi 16 là 3.000, phi 18 là 3.500 ạ, phi 21 là 4.000, phi 25 là 10.000, phi 28 là 13.000 các bạn. Phi 25 với phi 28 thì nó là mẫu chậu như thế này. Cái này các bác có thể dùng để trồng lan kiếm hoặc tất cả những cái lan dendro hoặc là những dòng khác đều được các bác nhé. Đây, chậu khá là to, chậu 28. Chậu này chậu 28.
13.000 ạ. Em đang thanh lý phi đập vàng các bạn. Phi đập vàng em đang thanh lý là 40.000 một cân này, em đang thanh lý này. Các bác có lấy nhận hàng qua xe được thì tốt, tại vì nó rất là dài ấy, đóng hàng rất là khó. Các bác nhận, ưu tiên các bác nhận qua xe. Các bác nhận qua xe thì tốt hơn, tại vì em gửi hàng nó cũng dễ hơn ấy. Tại vì nó rất là dài các bạn, thân nó dài lắm, dài hơn mét. 40.000 một cân nhà em tầm tầm khoảng 5-7 cân thôi. Còn về phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Đây, Benkona lọ. Lọ này 25.000 100ml này, lọ to 1 lít là 180 các bạn. Đấy. Canxi bom ba dê là 28.000 ạ. Dưỡng chất AB là 70.000 các bác nhé. Còn cái này là chế phẩm Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn 6 trong 1 thì em đang bán 25.000. Các bác lấy từng 10 lọ thì là 220.000 ạ. Atonic một lọ là 85.000. Hộp cũng là 85 các bạn, em có hai loại. Cát tần thái là 25.000 ạ. Nano bạc cũng là 30.000. Phân tan chậm thì hiện tại nhà em đang có xanh Mỹ 140.000, phân vàng 150.000 ạ, phân chì 120, phân trắng 220 và phân hàn là 120.000. Đấy là phân tan chậm các bạn. Còn phân bón lá thì nhà em số sản phẩm của Gromo 27.000 này. Đạm cá là 50.000 các bạn. Đây bảo ốc của Ngọc Linh thì là 45.000, còn trồng thối Ngọc Linh là 95. Tất cả những sản phẩm nói chung là từ bón lá đến bón gốc thì nhà em có đầy đủ các bác nhé. Một số loại trị thối nhũn như là phi san 55.000 này. Ngoài phi san thì em có cát tần thái 25. Ngoài ra thì còn có Ngọc Linh. Ngọc Linh này là 95.000 250ml. Anvin là 40.000 ạ, lọ 100ml. Ridomin là 60, gói này là gói này 100g này, Kim Bun là gói này 25.000 các bác nhé. Đó. Superthai hàng nguyên đai, cái này lọ 100. Là lọ 60ml thì hiện tại thì em đang bán là 120.000. NT ạ, phân bón NT 1602HK1, cái này hiện tại em đang bán là 25.000. Hộp của nó trong sẽ có 20 gói. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những loại vật tư nào thì các bác liên hệ cùng em. Và các bác yêu thích sưu tầm những cái dòng lan nào thì các bác liên hệ em nhé. Em chào tất cả các bác.